Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Con Rẫy đã đẩy mạnh thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề riêng của tỉnh. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, có sức lan tỏa, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tại thôn Trăng Nó, Con Bà Lò, xã Đắc Côi, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện bằng những mô hình thiết thực như mô hình trồng rau sạch của phụ nữ và mô hình trồng chuối cấy mô của đoàn thanh niên. Thông qua thực hiện các mô hình, người dân trong thôn tự giác phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, bà con còn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường sống sạch đẹp. Mặc dù địa bàn rộng do sát nhập hai thôn lại, tuy nhiên thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ, thì trong những năm vừa qua thì coi như tình hình phát triển kinh tế của thôn Trăng Nó Con Bà Lo ngày càng phát triển rất là mạnh, đặc biệt là trong cái vấn đề thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế cũng như là việc vệ sinh môi trường. Thì như các đồng chí đã thấy thì trên địa bàn thôn hiện nay thì toàn bộ là coi như tất cả các cái tuyến đường cũng như khu dân cư là vệ sinh rất là sạch sẽ. Bên cạnh đó thì chi bộ cũng đã thực hiện tốt cái việc sinh hoạt định kỳ cũng như lãnh đạo chỉ đạo đa số đảng viên là trong năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Và trong năm 2022 thì chi bộ Trăng Nó Con Blo là một trong những chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhất của đảng ủy xã. Xã Tân Lập hiện có 10 mô hình học tập và làm theo Bác của các cơ quan đơn vị thôn, tổ chức chính trị xã hội. Các mô hình đều phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa và được nhân rộng. Điển hình như mô hình xóa bỏ những phong tục tập quán không còn phù hợp được triển khai và mang lại kết quả tích cực như các phong tục cưới hỏi ma chay tốn kém, lãng phí về tiền của, thời gian được xóa bỏ. Vận động 8 hộ dân trước kia ở nhà đầm, nay thường xuyên về ở làng. Đảng ủy tiếp tục là quán triệt sâu rộng tới cán bộ đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân duy trì các mô hình đã có. Thứ ba là lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua đang phát động trên địa bàn xã. Mục tiêu là giữ vững cái kết quả của nông thôn mới nâng cao và hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh các mô hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác, còn xuất hiện những tấm gương điển hình. Họ là những cán bộ mẫn cán, luôn nỗ lực hết mình ngay từ những việc nhỏ trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Với tư cách là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, một người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, bản thân tôi luôn học tập Bác từ những điều giản dị nhất trong công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Bản thân tôi không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tư cách người công an cách mệnh theo 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân. Dễ dàng nhận thấy thời gian qua, kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Con Rẫy được thể hiện ngày càng phong phú, sinh động qua những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Qua 2 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì cũng đã đi vào cái nề nếp và thực chất hơn, hạn chế các biểu hiện về hình thức cũng như là việc thực hiện cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cũng như là vai trò của cán bộ đảng viên trong cái việc mà thực hiện cái nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng đã xuất hiện nhiều cái tấm gương tiêu biểu trong cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương của Bác, cũng đã đổi mới về cái tác phong lề lối làm việc đem lại cái hiệu quả cao. Mỗi cán bộ đảng viên không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận tụy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhất công việc của mình là cách học tập và làm theo Bác hiệu quả, góp phần xây dựng huyện Con Rẫy phát triển nhanh và bền vững.